Hello, xin chào tất cả các thầy cô. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp một cái nội dung tập huấn liên quan đến phần kết nối vạn vật. Thì với nội dung này thì thầy cô sẽ có đủ công cụ để tham gia cái cuộc thi mà OSTEM đã chia sẻ. Thì hy vọng là thầy cô sẽ có cơ hội nhận được những phần quà có giá trị. Phần quà này thật sự rất là đặc biệt. Nó là cái camera AI V2. Nên là em cũng sẽ quyết định là để cái chủ đề camera này lại sau một chút, để qua tuần có thể chúng ta sẽ sắp xếp một buổi nào đó, sẽ thông báo sớm với thầy cô trong cộng đồng để chúng ta làm cái chủ đề AI sau. Tại vì về cái chủ đề IoT này thì thực ra cũng có nhiều điều phải làm, và thầy cô sẽ phải chạy cái hệ thống của mình với nhiều cái thành phần nên là nó cũng sẽ có một chút khó khăn nhất định. Nên là thôi, hôm nay chúng ta sẽ làm trọn vẹn một cái chủ đề về IoT thôi. Và hôm sau thì chúng ta sẽ làm về chủ đề trí tuệ nhân tạo. Đó, thì đây là cái mục tiêu của ngày hôm nay thầy cô ha. Thì chúng ta sẽ làm một cái giao diện như thế này để chúng ta có thể giám sát thông tin liên quan đến nhiệt độ và độ ẩm. Đây là hai cảm biến khá là thông dụng mà trong bộ kit của thầy cô đang có. Chúng ta đã có cơ hội lấy được thông tin từ nhiệt độ và độ ẩm với cảm biến DHT20, và chúng ta đang hiện nó lên màn hình LCD, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng có hai cái thiết bị cơ bản để chúng ta điều khiển, đó là đèn RGB hoặc là quạt mini. Đó, thì chúng ta sẽ thử điều khiển bật tắt các thiết bị này nhưng mà thông qua màn hình điều khiển từ xa. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thiết kế thêm những cái giao diện liên quan đến trợ lý ảo, đó là cái mà chúng ta đã làm ở buổi đầu tiên, những giọng nói và trợ lý ảo nó trả lời lại thông qua kênh V8 đó. Và camera AI thì chúng ta thiết kế sẵn, chúng ta để đó luôn để hôm sau chúng ta chỉ làm về phần trí tuệ nhân tạo thôi, và chúng ta sẽ chỉ dùng lại cái màn hình điều hành này. Vậy thì cô ha, nói chung là ở đây là mục tiêu của ngày hôm nay. Thì trước khi chúng ta bắt đầu thì thầy cô hãy nhớ lại là chúng ta đang có ba cái khối hoạt động độc lập với nhau, ba cái khối hoạt động độc lập với nhau nhé thầy cô nhé. Đầu tiên là chương trình điều khiển giọng nói, đúng mà, chương trình điều khiển bằng giọng nói chúng ta đã được tập huấn ở buổi đầu tiên, đó là chúng ta sẽ điều khiển một cái bóng đèn và chúng ta điều khiển một cái quạt. Chúng ta sẽ bắt những cái từ khóa là bật đèn, tắt đèn hoặc là bật quạt, tắt quạt. Và cái này thì chắc là thầy cô và chúng ta cũng sẽ cùng mở ra lại để chúng ta xem coi là chúng ta gửi dữ liệu lên server ở kênh V mấy. Nếu em nhớ không nhầm thì nó sẽ là V1 và V2. V1 dành cho đèn và V2 là dành cho quạt. Đúng không ạ? Nên hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thiết kế cái màn hình điều hành này làm sao cho nó tương thích với cái kênh dữ liệu mà chúng ta đã chọn cho cái buổi đầu tiên đó. Cái kênh dữ liệu nó rất là quan trọng vì tất cả các thành phần này nó sẽ liên kết qua cái server của OSTEM, và cái giá trị đặc trưng để liên kết những thành phần này với nhau chính là cái username, đúng không ạ? Cái username, đúng không ạ? Trong buổi đầu tiên em đã có nói rất là nhiều về cái username này. Thế rồi, thì chúng ta có thể xem lại một chút xíu ha về cái chương trình điều khiển bằng giọng nói mà chúng ta đã có. Thì cô có thể bắt đầu mở cái trình duyệt, chúng ta vào app.ostem.vn và chúng ta quay trở lại màn hình chủ để chúng ta có một giao diện trắng tinh như thế này. Và thầy cô nhấn lên lại cho em phím số 1. Bước này chủ yếu chỉ là để chúng ta xem lại những gì mà chúng ta đã làm thôi thầy cô ha, và cái kinh nghiệm để chúng ta có thể thao tác được thuận tiện á, là chúng ta sẽ mở ra nhiều tab để dễ thao tác. Rồi, thì cô nhấn lên phím số 1 ha, nếu như chúng ta đã mở được trang lập trình app.ostem.vn ha.
Dạ rồi, thì đây là bước kiểm tra thôi, thì em sẽ mở lại cái chương trình về lập trình AI mà chúng ta đã làm hôm đầu tiên ha. Đây là cái mà chúng ta đã làm hôm đầu tiên nè, thì em sẽ vào lại, chủ yếu là để em sẽ kiểm tra cái em kiểm tra cái username là gì, đúng không? Username bên em sẽ là YOLO 2907 ha. À, bên phía thầy cô thì có thể nó là một cái username khác do thầy cô tự chọn, và nó sẽ là thông tin cá nhân dành cho mỗi thầy cô. Chúng ta sẽ không chia sẻ thông tin này ha. Nếu không là những người làm việc cùng một nhóm thì chúng ta cũng không cần phải chia sẻ thông tin này làm gì. Đây là tài khoản của chúng ta rồi, dù cũng chả có gì bảo mật cả nhưng mà vẫn là cái tài khoản cá nhân của thầy cô ha, nên là chúng ta sẽ không không chia sẻ cái này. Ok, chúng ta sẽ có việc bắt các từ khóa để bật đèn, và chúng ta gửi một lên V1 và gửi hai và gửi một lên V2 cho trường hợp là quạt. Đó, đây là những cái lập trình khá là cơ bản mà chúng ta đã làm ở buổi đầu tiên, đúng không ạ? Ở buổi thứ hai thì chúng ta sẽ có làm một số cái gì đó nhưng mà nó chưa có ảnh hưởng gì đến cái server cả, vì trong buổi hai chúng ta hoàn toàn lập trình ở thiết bị và không có đụng một chút gì đến server, nên là thầy cô có thể yên tâm là nó sẽ không bị đụng. Rồi, chúng ta sẽ mở một tab mới giúp em ha. Bây giờ chúng ta sẽ mở một tab mới và chúng ta cũng lại một lần nữa vào app.ostem.vn và cũng đến màn hình trắng tinh như thế này. Thầy cô nhấn lên cho em phím số 2 ha. Lưu ý ha, đây là thầy cô mở một tab nha, mở một tab mới ha. Chúng ta sẽ phải cố gắng làm những cái thao tác này khá là thường xuyên, tại vì trong một cái dự án mà OSTEM yêu cầu thầy cô tham gia dự thi thì nó sẽ có khá là nhiều thành phần, và để chúng ta có thể quay phim và demo cho nó ấn tượng á, thì thầy cô cần phải thao tác kiểu như thế này nó mới nhanh được. Rồi, thầy cô nhấn lên cho em phím số 2 ha. Khi chúng ta đã mở được một tab mới và chúng ta đã vào được trang này một cách thuận lợi. Rồi, bây giờ thầy cô sẽ chọn vào bảng điều khiển IoT như là màn hình của em đang trình chiếu. Chúng ta sẽ có cái vị trí thứ hai từ trên xuống là bảng điều khiển IoT. Thầy cô hãy chọn vào đó ha, và một giao diện mới nó sẽ hiện ra. Rồi thầy cô nhấn lên cho em phím số 3. Em xin nhắc lại ha, thầy cô sẽ chọn vào bảng điều khiển IoT trên màn hình mà em đang chia sẻ với thầy cô đó. Nó sẽ ra một cái giao diện mới, và thầy cô nhấn lên cho em phím số 3. Giao diện đó nó sẽ có một cái hình nền màu xanh. Giống như em đã nói, đa phần khi thầy cô chọn một chức năng từ màn hình chính này, nó sẽ ra một cái màn hình mới và nó sẽ có hình nền màu xanh. À, muốn quay trở lại màn hình chính thì chúng ta kiếm cái nút nào đó ở phía bên góc trên bên trái, luôn luôn là như vậy. À, cái nút trở về hoặc là biểu tượng menu á, thì nó sẽ đều trở về cái màn hình chủ này cả. À, còn màn hình chủ thì nó sẽ có hình nền màu trắng, và thầy cô sẽ nhấn vào bảng điều khiển IoT ha. Bây giờ em sẽ nhấn ha bảng điều khiển IoT nè. Rồi, thì với thầy cô nào mà đã từng làm việc với cái màn hình này rồi á, thì nó sẽ lưu lại các cái màn hình điều hành mà thầy cô đã từng thiết kế. Tuy nhiên thầy cô nào vào lần đầu tiên á, thì thầy cô sẽ không có những cái ô vu 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 như là em đang trình bày ở kia. À, nhưng mà cũng có một cái lỗi ha, cái lỗi nhỏ dành cho thầy cô mà chúng ta chưa quen á, tức là sau này thôi nha, sau này khi thầy cô có thiết kế một cái màn hình điều khiển IoT rồi á, thì thầy cô không cần thiết kế lại, mà chúng ta chỉ cần nhấn vào nó thôi là có thể vào được. À, thì thầy cô nhấn vào cái biểu tượng này ha, vào giữa cái hình ảnh này nè. À, có thầy cô nhấn vào cái chữ á, thì nó sẽ không có vào ha. Nhấn vào cái chữ là nó sẽ không có vào, mà phải nhấn vào cái ô có hình ảnh này nè thì nó mới bắt đầu mở lại cái màn hình cũ.
mà thầy cô đã từng thiết kế. Rồi hôm nay chúng ta sẽ coi như là chúng ta tạo mới. Thầy cô nhấn vào nút tạo mới ha, và nhấn lên trang phím số 4 nếu như chúng ta đã chuyển được thành công tới một màn hình khác. Tạo mới nha thầy cô, cái nút dấu cộng có chữ tạo mới, thầy cô nhấn vào đó. Rồi bây giờ em sẽ nhấn tạo mới ha, và em sẽ đến một cái giao diện như thế này. Thì thầy cô lưu ý ha, trên cái giao diện này thì thầy cô có thể thiết kế cái màn hình điều khiển IoT cho riêng mình, cho riêng cá nhân mình thầy cô nhé. Thì thầy cô lưu ý là nó sẽ có một số tương tác sau đây. Đầu tiên á, thì chúng ta sẽ có cái khung bên trái là các cái phần tử để chúng ta thiết kế. Còn cái ô xám xám ở giữa nè, nó sẽ là nơi chúng ta đặt các cái giao diện lên để chúng ta tạo thành một cái màn hình điều hành rất là đẹp, rất là màu sắc. Nhưng mà nếu chúng ta nhấp chuột vào cái ô màu xám xám này một cái á, thì cái ô ở phía bên trái nó sẽ bị thu vào. Và để chúng ta cho nó hiện ra lại á, thì chúng ta có một cái dấu cộng. Đó, nhấp vào màu xám cái thì nó mất, nhấn vào dấu cộng thì nó mới hiện ra. Thầy cô có thể thử thao tác một chút xíu với các tính năng cơ bản này đi ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế thầy cô ha. Em sẽ kéo cái công tắc, cái giao diện công tắc, em kéo và thả ra cái màn hình này. Và tất nhiên cái này thì nó phụ thuộc vào thẩm mỹ thôi, thì cô đặt ở vị trí nào cũng được, nhưng chúng ta cố gắng làm cho nó tương đối cân đối và gọn gàng ha. Thì em xin làm lại ha, em kéo và thả cái giao diện công tắc và em đặt trên cái màn hình xám xám đó. Rồi em lại kéo thêm một lần nữa để em có hai công tắc ha. Thì khi nhấp vô màn hình xám xám thì cái kia nó sẽ mất đi thôi, và chúng ta sẽ có thể di chuyển và thay đổi vị trí của hai công tắc trên cái màn hình xám xám này. Rồi thầy cô làm hai công tắc và nhấn lên cho em phím số 5 ha. Thầy cô thấy ngay trên cái username, ngay trên cái chữ công tắc á, nó có cái chữ username ha, đó là chính là cái nơi mà một hồi chúng ta sẽ phải điền cái username của chúng ta vào đấy, và nó sẽ trùng khớp với username của chương trình giọng nói lẫn cái chương trình mà chúng ta làm trên cái mặt Yolo Uno. Hai cái username này mà nó khác nhau là không được thầy cô ha, bắt buộc nó phải giống nhau. Rồi bây giờ chúng ta tới một cái bước quan trọng hơn dành cho cái việc thiết kế một cái đối tượng giao diện trên màn hình xám xám này, đó là chúng ta sẽ cấu hình cho nó, lấy cái dữ liệu từ cái kênh nào để nó hoạt động. Thì em sẽ nhấp chuột trái vào cái công tắc đầu tiên, thì chúng ta sẽ có một cái màn hình nó hiện ra như thế này đó. Thì cô có thể nhấp vào nha, nhấp vào cái công tắc á, thì nó sẽ hiện ra một cái màn hình. Thì cái màn hình này á, nó gọi là màn, cái giao diện này nó gọi là giao diện để chúng ta cấu hình cho cái nút nhấn này, đúng không ạ? Thì cấu hình là nó sẽ có một cái tên, đây là cái chữ để hiển thị ra ngay cái chữ nó ngay trên phía cái nút nhấn đó, nên là thầy cô có thể sửa nó lại thành là đèn RGB ha. Đó. Và quan trọng nhất là chúng ta phải có cái kênh thông tin là V1 thì mới được. Nhưng vì chúng ta lập trình ở bên phía giọng nói á, là V1 là dành để bật tắt đèn,
đúng mà, và chúng ta có hai giá trị, một là bật không là tắt, thì các cái mặc định là nó là đúng hết rồi đó. À, nên là thầy cô bước đầu là chúng ta không cần phải thay đổi gì cả. À, nhưng mà sau này qua cái thứ hai rồi thì thầy cô phải lưu ý để lựa chọn cho đúng. Rồi thì chỉ có đổi mỗi cái tên này thôi thì cô ha. À, và chúng ta cố gắng làm sao làm cho cái tên này nó đẹp lên, vì vì đây sẽ là cái nó hiển thị ra với người sử dụng. À, còn kênh thông tin các giá trị một không này là những giá trị mà chúng ta cần cho việc lập trình, nên thực ra nó không quá quan trọng đâu. À, không quá, nó phải chính xác chứ, nhầm, nó phải rất là chính xác chứ, nó đối với người sử dụng thì nó quan trọng cái hiển thị thôi. À, ở đây có một cái tùy chọn cũng khá là hay ở cái dòng ảnh mặc định đó, thì cô thấy phía bên phải cùng nó sẽ có một cái mũi tên, và chúng ta có thể lựa chọn nó thành bóng đèn thì cái hiển thị của nó sẽ đẹp hơn và nó tượng hình hơn, chứ nó không còn là một cái công tắc. Thì sau khi xong hết rồi chúng ta có thể nhấn phím OK ha, để kết thúc cái việc chúng ta gọi là cấu hình cho cái nút nhấn này. Thì cô xong cái bước này mình nhấn lên cho em phím số 6 thì tóm lại là chỉ có đổi một cái tên là đèn RGB cho đẹp thôi. À, còn các thông tin còn lại gần như là giữ nguyên cũng được, và đổi cái thông tin cuối cùng là cái ảnh á, cái ảnh hiển thị làm sao cho nó trực quan hơn và nó trừu tượng hơn thôi. À, nó tượng hình hơn thôi, chứ còn cũng không có làm gì quan trọng. Rồi thầy cô sẽ làm tương tự như vậy cho cái công tắc thứ hai, nhấn OK là nó sẽ đóng lại thôi ha. Và cái thứ hai này nó sẽ là máy quạt hả, quạt mini gì đó đi ha. Và quan trọng nhất nè, bây giờ chúng ta phải chỉnh lại là kênh V2 cho đúng nè, đúng không thầy cô? À, ảnh mặc định thì thầy cô thích gì thì thầy cô dùng cái đó, mà em sẽ để là vẫn là công tắc bình thường ha, và em sẽ nhấn OK cho cái phần này. À, quan trọng nhất của cái nút nhấn thứ hai đó là cái kênh thông tin phải là V2 ha, còn những cái còn lại thì do thầy cô tùy chọn. À, thầy cô làm và nhấn lên số 7 ha, thế chúng ta đã cấu hình xong cái nút nhấn thứ hai. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với cái giao diện khác, lần này là hai cái khối mới. Chúng ta nhấn vào dấu cộng để nó hiện ra cái bảng có giao diện thầy cô nhé. Chúng ta sẽ lấy ra hai cái thông tin luôn, thông tin nha, thông tin cho thầy cô nha. Rồi rồi em sẽ cố gắng sắp xếp làm sao cho nó tương đối cân đối ha, cho bằng cái thước trước đi. Rồi này nói chung là thầy cô kéo thả và ngay phía bên góc của cái phần tử giao diện á, nó sẽ có một cái ký hiệu màu đen đen á. À, thì thầy cô có thể thay đổi kích thước của nó khi di chuyển chuột vào cái góc bên phải của mỗi giao diện, nó sẽ có một cái ký hiệu hơi nhỏ màu đen đen ở góc ha, thì đó là vị trí để chúng ta có thể kéo thả và thay đổi kích thước. Rồi số 8 thầy cô ha, thì thầy cô đã kéo ra được hai cái thông tin như trên màn hình mà em đang trình bày.
Dạ rồi, bây giờ chúng ta cũng sẽ làm tương tự như hồi nãy chúng ta làm với nút nhấn, nhưng mà lần này chúng ta sẽ cho cái ô này là hiển thị thông tin thôi ha thầy cô Hà. Cái vai trò của thông tin này nó chỉ hiển thị thôi chứ nó không điều khiển, nó làm nhiệm vụ giống như là giám sát thông tin từ xa vậy đó. Còn nút nhấn thì nó sẽ là điều khiển, hai cái chiều nó sẽ ngược nhau thầy cô ha. Một hồi việc lập trình nó cũng sẽ ngược nhau, nhưng mà ban đầu thì cái đầu tiên này chúng ta sẽ cho nó hiển thị nhiệt độ ha, nên là em sẽ ghi ở đây là nhiệt độ. Và quan trọng ha, bây giờ em sẽ lựa chọn kênh V3 dành cho nhiệt độ. Được mà, thầy cô cũng có thể hiển thị màu theo cái sở thích của mình bằng cách lựa chọn ở đây. Nha thầy cô ha. Rồi, thầy cô thao tác sơ sơ đi ha. Quan trọng nhất là kênh thông tin phải là V3 ha. Và thầy cô có thể lựa chọn cái màu nếu như thầy cô muốn. Rồi, thì có một cái cấu hình nho nhỏ mà thầy cô nên lưu ý để chúng ta làm cho nó đẹp nè. Đó là chúng ta sẽ nhấn vào cái biểu tượng hình tam giác. Ở đây thì nó sẽ có một cái gọi là cách hiển thị đó. Và thầy cô sẽ tìm thấy được cái cách hiển thị cuối cùng là một số lẻ và nó có cái icon độ C đó để cho việc hiển thị nó đẹp hơn thôi. À, nhấn vào cái biểu tượng tam giác ở chỗ bên dưới cách hiển thị nha, chứ không phải là trên này, nhấn vô là chúng ta không có hiện ra đâu ha. Thì cô phải nhấn vào cái biểu tượng lựa chọn dưới đây nè, nó mới ra. Rồi xong hết rồi thì cô nhấn OK thôi. Kiếm số 9 nha thầy cô ha. Cách hiển thị thì thăng chính là số thầy cô, thăng chấm thăng tức là một chữ số thập phân và đi theo là độ C tức là cái đơn vị đó, nó gọi là một cái dạng biểu thức đó, biểu thức chính quy hoặc là cái công thức để cho nó hiển thị cho đẹp ha. Và thầy cô gọi đơn giản hơn nữa đó, gọi kiểu định dạng dữ liệu. Thăng chính là một con số, chúng ta có thể lựa chọn từ danh sách hoặc chúng ta biết rồi chúng ta nhớ rồi thì thôi chúng ta gõ thẳng vô luôn. Nhưng mà thường để hiển thị nhiệt độ thì thầy cô nên chọn từ danh sách, tại vì chúng ta sẽ không có sẵn cái chữ độ C trong cái bàn phím của mình. À, và đây thì em sẽ có là độ ẩm và kênh V4 ha. Kênh V4 đây là cái kênh mà em chọn lựa để lưu thông tin cho độ ẩm. Và bây giờ em biết là thăng là số rồi thì em gõ luôn chứ không cần thiết phải phải chọn nữa. Thăng thăng và phần trăm thì cô thì có một dấu cách nhỏ giữa cái này cũng được ha, thì một hồi nó sẽ tự động nó dạng cho chúng ta thôi và chúng ta nhấn OK. Rồi kiếm số 10 thầy cô ha, nếu như chúng thầy cô đã làm xong cái này rồi. Trong cái giao diện này em cố tình thiết kế mỗi cái giao diện là hai để cho thầy cô có cơ hội thực hành lại. Chúng ta nên làm cái này thường xuyên, đặc biệt là các thầy cô mới, để chúng ta nhớ cái thao tác vì nó thao tác nhiều nên là bỏ thì thầy cô cũng phải quên. Nhưng phần này là cái phần mà em nghĩ nó sẽ đẹp, nó sẽ mang tính chất trang trí và không có lập trình ha. Chỗ này là không có lập trình hết á, nên là thầy cô sẽ có rất nhiều cơ hội để thiết kế những giao diện đẹp và thể hiện cái sự sáng tạo của mình về việc thiết kế. Việc sắp xếp làm sao cho nó ngay ngắn, nó cân đối, không phải là ai cũng có năng khiếu làm. Nhiều thầy cô làm rất là đẹp nhưng nhiều thầy cô thì sắp xếp nó không có ngay ngắn lắm. À, kích thước bằng nhau nhìn vô nó cân đối, không dễ để làm thầy cô ha. Rồi, hồi xưa em nói thầy cô biết lập trình để vẽ một cái đường thẳng trên cái màn hình tivi á, vẽ xéo đúng một pixel nhỏ lắm mà bên thiết kế bắt vẽ lại, vẽ đúng như vậy thì mới được, nên là rất là khắt khe là như vậy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục thầy cô ha, nhấn OK và chúng ta lại tiếp tục lôi ra hai cái đồ thị, nó là biểu đồ đó.
Thì hai cái biểu đồ này em sẽ đặt ở giữa ha. Em sẽ đặt làm sao cho nó đẹp đẹp một chút xíu ha, nó cũng nằm khoảng giữa giữa như thế này được mà. Rồi một cái bản đồ nữa, rồi thầy cô nhấn lên phím số 1 đi ha. Nếu như thầy cô đã làm xong được hai cái bản đồ, chúng ta có thể di chuyển một chút xíu các cái giao diện khác ha, để chúng ta có đủ khoảng trống và chúng ta bỏ bỏ hai cái bản đồ lên thầy cô ha. Cái này thầy cô cần phải có một chút khéo léo và tương đối tỉ mỉ rồi đó. Này, vậy thì nó mới bằng nhau đúng không ạ? À, đó, vậy thì hai bản đồ nó nhìn mới bằng này. Rồi, thầy cô nhấn lên cho em phím số 1 ha, nếu như chúng ta đã thiết kế được hai cái bản đồ. Biểu đồ. Rồi thầy cô nhấn lên trang phím số 1 ha, thì chúng ta đã có được hai cái biểu đồ. Ok, chúng ta bắt đầu cũng làm một cái thao tác tương tự như tất cả các cái đối tượng mà chúng ta kéo ra trên màn hình xám xám này. Đó là chúng ta sẽ cấu hình cho nó bằng cách nhấp chuột trái vào nó. Thì với cái đồ thị này á, thì chúng ta em sẽ gọi là đồ thị ha, thì nó dễ lắm. Thực ra là chúng ta chỉ có mỗi cái đặt cái tên là lịch sử nhiệt độ à, và quan trọng nhất là thầy cô sẽ chọn cái kênh thông tin cho nó đúng thôi. À, và nhiệt độ em đang quy định là V3, tức là cái nhiệt độ mà mặt Volcano nó sẽ gửi lên đó, đó là giá trị thô. Và chúng ta sẽ có hai cách để biểu diễn giá trị thô đó. Cái cục vuông vuông bên tay trái là hiển thị giá trị hiện tại, còn cái đồ thị lịch sử nhiệt độ này vẫn là V3 thôi, nhưng nó sẽ hiển thị ra giống như là một dạng lịch sử, một dạng dữ liệu của quá khứ, kiểu kiểu như vậy. À, thì thông tin thô là gửi lên kênh V3 thôi, nhưng trên cái màn hình điều hành này chúng ta có thể biểu diễn thông tin thô đó bằng hai kỹ thuật khác nhau, giá trị hiện tại và giá trị lịch sử. V3 cho nhiệt độ và hiển nhiên chỗ này nó sẽ là V4 cho độ ẩm đúng không ạ. Rồi thì cô làm giùm em ha, và chúng ta nhấn lên phím tiếp theo, phím số 2 ha. Rồi chúng ta sẽ ok cái phần này được mà, và chúng ta cùng nhìn lại những gì mà chúng ta đang có.
Thông tin cảm biến được mạch Yolo Uno gửi lên, chúng ta có một số nút nhấn để điều khiển thiết bị trên mạch Yolo Uno. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ thiết kế thêm những cái khung dành cho phần AI trong tương lai, và hiện tại chúng ta có giọng nói rồi thầy cô ha, và tương lai thì chúng ta sẽ làm camera, thì lúc đó cái màn hình điều hành của chúng ta nó mới thực sự sinh động và nó nổi bật, tích hợp các công nghệ mới lạ và đặc sắc kiểu kiểu như vậy. Thì em sẽ lại vào dấu cộng ha, lần này em sẽ là kéo ra hai cái thông tin thôi, thì cô chủ động kéo giùm em ha, và sau đó chúng ta sẽ sắp xếp làm sao cho nó tương đối cân đối. Và thầy cô nhấn lên cho em phím số 3 ha, nếu như chúng ta đã có được hai khối thông tin như này rồi. Làm quen thì thầy cô sẽ làm rất là nhanh, những cái này không 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 đến nỗi mất nhiều thời gian lắm rồi. Làm quen rồi chúng ta có thể kéo ra những cái này khá là nhanh. Chúng ta em cũng đang cố gắng sắp xếp làm sao cho nó cân đối nhất có thể ha. Có thể là em cho cái này nó nhỏ lại để nó bằng với cái nút nhấn luôn thì nó sẽ hay hơn. Chúng ta chỉ có thể đổi kích thước ở một chiều thôi thầy cô nhé, ở phía cái dấu đen nên là không có đổi được từ bên trái và phải đổi từ bên phải sang thì mới được. Cũng tạm tạm mà ổn thì cô ha. Phím số 3 thì cô nha. Phím số 3 nếu như chúng ta đã sắp xếp được hai cái ô thông tin được đó, và chúng ta có thể dàn nó nằm hàng ngang như vậy. Rồi, chúng ta cũng sẽ cấu hình thông tin cho cái cấu hình này. Cái đầu tiên thì chắc em ghi là trợ lý ảo nha, mà em sẽ chọn là kênh V8, tại vì khi mà nhận diện giọng nói xong cái hệ thống này nó sẽ phản hồi lại ở kênh V8 ha, nên là em sẽ chọn kênh V8 là ổn rồi. Còn kênh V9 thì thực ra là nó hơi phức tạp và thường cái thông tin nó dài lắm, nên là thôi thầy cô đừng nên chọn kênh V9, nó sẽ không hay đâu. Em tư vấn cho thầy cô là kênh V8, tại vì kênh V8 này là cái kênh mà chúng ta đang chủ động lập trình đó, nên là nó sẽ ổn hơn. Còn cái câu thông tin thứ hai á, thì em sẽ tạm thời là vì em ghi là camera AI và em chưa biết là kênh bao nhiêu hết, thôi em chọn lại là V20. V20 thì cô nhé, một cái là 8, một cái là V20. Thầy cô có thể tự chủ động chọn màu ha, và nếu xong rồi thì thầy cô nhấn lên trang phím số 4. Rồi, thì cô nhấn lên cho em phím số 4 ha, nếu như chúng ta đã làm xong. Ok, thì chúng ta nhấn ok ha. Ví dụ như sau này cái nào mà thầy cô làm không ưng ý thì thầy cô nhấn vào nút xóa thì nó sẽ mất nha. Nhấn vào nút xóa thì nó sẽ mất thôi, còn nhấn ok thì nó nằm đó. Nhấn ok xong rồi thì nhấn lại thì nó sẽ hiện ra thôi. Thì chúng ta có thể xóa để chúng ta làm lại nếu mà nó không ưng ý hoặc là cái giao diện nó không phù hợp. Chúng ta có thể như thế này. Rồi, chúng ta sẽ có mấy thông tin quan trọng cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc cái phần thiết kế này, đó là thầy cô cho một cái tên
cho cái bảng điều khiển này chúng ta có thể ghi là YOLO UNO ha. Cái này là thầy cô thoải mái đặt tên ha, nó không có quan trọng, có khoảng trắng cũng được, có ký tự đặc biệt cũng được, không sao hết. Cái tên chỗ này nè là do thầy cô tự đặt đó, rồi chúng ta đặt ra một cái tên ở chỗ này ha, không có ràng buộc gì hết ở cái bảng điều khiển này, nhưng mà phải có nha, thầy cô một quên đặt một hồi nó không có tự lưu lại là mất á. Nhận biết có thầy thợ giơ tay, không biết mình có trao đổi gì thêm không ạ? Dạ, thầy ơi, cho em hỏi thăm với thầy. Như Mời. cái quạt á thì nó có nhanh chậm, mà như vậy là mình làm cái nút điều khiển hay sao mà để cho nó khi nào mà nó mạnh nó nhanh nó chậm được thầy? Mình sẽ phải xài giao diện khác thôi. Mình sẽ phải xài giao diện khác, nó có giao diện thanh trượt. Nhưng mà thôi, hôm nay Khoan hướng dẫn giao diện đó, hôm khác đi. Hôm nay chúng ta làm cái cho nó quen cái chưa cần lắm rồi. Dạ rồi. Rồi cái thứ hai á, là nó sẽ quan trọng hơn, đó là thầy cô sẽ phải đặt cái username của mình cho nó trùng khớp với tất cả những username mà thầy cô từng có. À, thầy cô đã làm username này cho phần giọng nói, đã làm cho phần chuẩn bị làm cho phần mạch lập trình YOLO UNO tới đây á, nhưng mà nó phải khớp với nhau. Username này không khớp thì nó sẽ trật hết, nên là nó không có liên kết với nhau được, nên là thầy cô sẽ phải đặt cho nó giống ha. Và cuối cùng thì chúng ta nhấn cái nút tam giác này để chúng ta chạy lên cái màn hình điều hành. À, khi chạy lên cái màn hình điều hành thì cái username này nó sẽ ẩn đi và thầy cô sẽ có một cái giao diện như thế này. Rồi, thầy cô nào làm được chúng ta có thể chụp hình và share trong group Zalo về cái màn hình điều hành của mình ha. Đó là chúng ta đã xong cho cái màn hình điều hành rồi đó. Màn hình điều hành IoT á, là chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển qua cái chương trình trên mạch Zalo Uno để chúng ta lập trình và vận hành nó cho nó tích hợp với cái màn hình điều hành này. Username này là thông tin mà thầy tự đặt cho hệ thống của mình lúc mà thầy lập trình với giọng nói á, thầy đã tự chọn cho mình một cái username rồi á. Nếu không thì thầy sẽ mở lại cái chương trình nhận diện giọng nói mà thầy đã từng làm ở buổi đầu tiên á. Còn không thì thầy cứ cho đại một cái tên gì đó, miễn sao là nó đừng có trùng với người khác là được. Trùng thì cũng không ảnh hưởng gì đâu. Nếu như thầy chưa có phần giọng nói, thầy cứ chọn đại một cái username chúng ta sẽ làm ngược lại. Khi lập trình điều khiển giọng nói thì chúng ta chọn nó giống nhau là được. Thông tin này là của thầy tự đặt ha, chứ không có lấy đâu cả, nó là như vậy. Khá nhiều thầy cô làm đẹp ha, sắp xếp cũng khá là ngăn nắp và gọn gàng. Rồi, em sẽ nhắn lên cho nó chạy ha. Và để đó thôi, chúng ta sẽ để đây thôi, chứ chúng ta cũng không cần phải tắt nó đi đâu. Thầy cô sẽ mở cho em một cái tab mới mà chúng ta lại quay về với cái giao diện lập trình màn hình, với màn hình chủ có hình nền màu trắng như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị lập trình thêm cho mạch
Zalo Uno để nó có thể tích hợp được với server IoT. À, chúng ta quay lại với phím số 1 ha. Thầy cô mở một tab mới nha. Đây là điều khá là quan trọng. Thầy cô phải mở một tab mới thì việc thao tác nó mới gọn gàng và chính xác được. À, rồi thầy cô nhấn lên trên phím số 1 ha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục thầy cô ha. Chúng ta sẽ phải chọn vào lập trình thiết bị và chọn mạch Zalo Uno. Dạ, thầy cô xong bước này thì thầy cô tiếp tục nhấn lên phím số 2, nhớ chọn đúng như thầy cô từng chọn nhầm qua Zalo Bích á. Dạ. Giờ chọn vào lập trình thiết bị và chọn Zalo Uno nha. Chúng ta đang làm Zalo Uno mà. À, thực ra thì cũng có một thầy cô hỏi em là có làm được với Zalo Bích hay không, thì đương nhiên là vẫn được thôi. À, cái phần bản điều khiển IoT giọng nói và AI là đó là cái thành phần độc lập, ngay cả cái ứng dụng trợ lý ảo trên điện thoại nó độc lập, không dính líu gì hết, nên thiết bị cũng chỉ là một thành phần tham gia vào nguyên một cái hệ sinh thái có nhiều công nghệ này thôi. À, thiết bị nào thì cũng được hết á. À, vài bữa làm tới cái camera nó còn tiện hơn nữa, camera bây giờ tụi em đơn giản hơn nữa thì cô khỏi phải lập trình luôn. Có camera V2 thì cô xài V2, còn không có thì chúng ta xài từ chính webcam của PC rất là tiện. Thầy cô chọn vào lập trình thiết bị và chọn vào Zalo Uno giúp em ha. À, Zalo Uno này. Đó, nó sẽ ra một cái màn hình màu xanh và có cái nền, à nó có cái chữ Zalo Uno góc như thế này là đúng. Thầy cô nhấn lên cho em phím số 2. Ngày cô thử sao hôm nay rồi chúng ta chịu khó chúng ta làm và tham gia cái cuộc thi của tem tổ chức thử, tranh thủ nhận được một phần quà là camera V2 rất là xịn sò, em thấy nó khá là nhanh, phát hiện khá là đẹp. Rồi thầy cô chọn tiếp vào lập trình giúp em luôn đi ha, hồi nãy em quên, ta chọn luôn vào lập trình. Và đây là chương trình mà bữa chúng ta có, đúng không ạ? À, chương trình bữa chúng ta có mạch Zalo Uno này, đúng thầy cô ha. Rồi thầy cô đến cái chương trình mà chúng ta đã có ở hôm thứ hai, cái hôm mà chúng ta tập huấn lần thứ hai đó. Đầu tiên là buổi đầu tiên là về giọng nói đúng không ạ, và buổi thứ hai là về lập trình trên Zalo Uno, và chúng ta có một cái chương trình như thế này, có một chương trình như thế này ha. Chương trình này thì có một cảm biến DHT20 nói vào cái I2C, một màn hình LCD nói vào I2C và một cảm biến ánh sáng nói vào chân A0.
Chắc là em sẽ dừng lại cái này một chút xíu để cho thầy cô có thể đặt câu hỏi liên quan đến cái này. Nếu như thầy cô có thông tin nào đó chúng ta cảm thấy là nó không ổn, và dành cho thầy cô nào chúng ta chưa có chương trình này thì thầy cô có thể lấy đường link từ cái mà em vừa mới gửi vào trong phần chat của buổi tập huấn ha. Đây là chương trình của em, thầy cô có thể sử dụng để làm việc tiếp trong trường hợp buổi đầu thầy cô vắng hoặc là thầy cô chưa có mặt hoặc là mọi thứ chưa sẵn sàng, thì thầy cô hoàn toàn có thể dùng chương trình này để chúng ta tiếp tục làm việc. Rồi, thầy cô nhấn lên cho em phím số 3 ha. Nếu như cái chương trình của Yolo Uno bên phía thầy cô á đã được mở lên sẵn sàng rồi. Thầy Nhân, cho em hỏi cái thầy Nhân, mà Dạ trong cái phần mà nó nhận cái tín hiệu từ tín hiệu về cường độ ánh sáng từ chân A0 của cảm biến đó, thì nó sẽ điều vâng khiển ạ. là bật hoặc tắt. Ví dụ giờ nó Vâng. đã điều khiển cái đèn đã bật rồi đi, thì mình có dùng cái bảng điều khiển IoT mình tắt cái đèn đó được không? Dạ, cái đó em cũng đang chuẩn bị nói với thầy. Thầy tắt cái đó thì cái thằng này nó sẽ bật lại. Dạ. Tức là thầy tưởng tượng á, là trên cái mạch Yolo Uno của mình á, đang có một cái bộ não thông minh, nó cứ 1 giây nó đi kiểm tra cảm biến và nó điều khiển hai thiết bị này, Dạ. nhưng mà cứ 1 giây nó đi kiểm tra nó điều khiển thôi. Nên là bây giờ cái đèn nó đang bật vì là trời đang tối, đúng không ạ? Theo cái câu lệnh mà chúng ta lập trình nè, Vâng. cường độ ánh sáng đang nhỏ 10 và trời đang tối, chúng ta bật đèn. Mà thầy lên cái bảng điều khiển IoT này thầy tắt đèn thì cái thằng này nó sẽ đi nó bật lại, Vâng. đúng không ạ? Vâng. Nên là em chuẩn bị nói cái chuyện ở đây, tức là cái phần này chúng em tạm sẽ tạm gọi nó là bị mâu thuẫn về mặt tài nguyên á. Cái đèn này chỉ có một thôi nhưng mà có hai ông đi ông Điều tương tác. Một khiển. ông thì cứ kiểm tra ánh sáng và ông đi cứ đi bật tắt, còn một người thì thích bật nào bật, thích tắt nào tắt đó. Thì thầy thấy cuối cùng là kết quả là có phải là cái người mà làm sao cùng không? Bây giờ thầy bật lên cái ông 1 giây này ông đi ông tắt thì cuối cùng cái đèn nó sẽ tắt, đúng không Vâng. ạ? Và tương tự như vậy cho cái quạt này cũng vậy thôi. Đây thầy cô đang làm cái quạt thông minh điều khiển theo nhiệt độ, mà thầy cô lên này thì cô bật vì đó nhiệt độ đang 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 gọi là thấp đi thì nó đi nó tắt quạt thôi, Vâng. đúng không ạ? Vâng, Dạ thì mà có giải pháp nào không thầy Nhân? Ví dụ như bây giờ mình không có ở nhà mà cái quạt này nó được điều khiển bởi nhiệt độ, thì quạt không vậy tốn điện, mình không có ai xài. Khi mình ở nhà thì bật quạt theo nhiệt độ này được rồi. Mà mình, ví dụ mình không có ở nhà thì nó điều khiển bật vậy thì tốn điện quá. Mình có giải nói pháp chung là làm thì vẫn làm được hết đó thầy, nhưng mà nó sẽ có cần một cái kỹ thuật cao cấp. Em nói này là thầy cô giật mình luôn á, chúng ta sẽ cần kỹ thuật gọi là cao cấp nhất trong ngôn ngữ lập trình, đó là khai báo biến. Cái mà thầy cô sẽ học về ngôn ngữ lập trình đầu tiên gần như là khai báo biến, nhưng mà đối với em đó là cái khó nhất đó. Và nếu thầy muốn làm như vậy thì chúng ta phải khai báo thêm một biến và sử dụng nó một cách hiệu quả. Nên là thôi chắc là em cũng sẽ ghi nhận lại và trình bày vào buổi hôm sau hoặc là cuối buổi hôm nay thôi, chứ còn nếu không thì nó sẽ hơi hơi rối cho những thầy cô mới bắt đầu. Tại vì hôm nay em muốn là chúng ta lập trình và chúng ta không cần khai báo biến. Và thực ra chỉ có một cách thôi. Một là thầy sẽ có cảm biến để biết người ở nhà hay không ở nhà, và thầy sẽ if else một cái nó chồng lên những cái điều kiện này là một, nhưng mà thường là không ai làm vậy đâu. Em sẽ làm một chế độ là tự động hoặc là bằng tay, em làm thêm một cái nút đó là tự động hoặc là bằng tay. Thầy hình dung được không? Khi mà chuyển sang chế độ tự động thì em mới cho phép hai cái ông 1 giây này điểm làm. Còn nếu mà chuyển sang chế độ bằng tay thì những cái này nó sẽ không được thực hiện và lúc đó nó sẽ điều khiển theo Bản điều khiển. cái mật tắt của em. Nhưng mà thôi cái đó để hôm sau ha. Cái đó để hôm sau đi. Hôm nay thôi em nói hôm nay luôn, hôm nay chúng ta sẽ tạm thời gỡ cái này ra và để đây dùm cho em trước đi cho nó đỡ rối, mất công là em giải thích một hồi thầy cô rối thôi. Hôm sau em sẽ cho thầy cô cách kết hợp giữa hai cái tự động và bằng tay. Nhưng mà mọi vấn đề mà thầy cô muốn làm
đều xuất phát từ một chuyện duy nhất thôi là khai báo biến và xài câu lệnh nếu. Nhưng mà thầy cô cần phải làm nhiều, làm đủ nhiều thì chúng ta mới có thể khai báo biến và xài câu lệnh nếu. Với cái biến mà vừa khai báo ra nó được hiệu quả nhất. Còn hiện tại thì tạm thời thầy cô kéo cái khối nếu này ra khỏi khối một giây giùm em đi ha. Và nhấn lên cho em phím bao nhiêu là ta, phím số 4 đi thầy cô. Giống như em đang giải thích nãy giờ á, khi cái ông này ông cứ đi một cho em đi tắt hoài à, thì làm sao chúng ta bật được, đúng không ạ? Nên là thôi, chúng ta tạm thời để ra. Hôm sau em sẽ cho thầy cô một nút nữa, nút đó sẽ là nút tự động hoặc là bằng tay. Nút nó bật lên thì là cho phép nó chạy tự động, chúng ta không can thiệp nữa. Rồi nút đó hạ xuống thì chúng ta sẽ được phép điều khiển từ xa. Và cái chức năng này thực ra nó cũng xảy ra thường trong thực tế thôi, thường trong thực tế cuộc sống thôi. Khi nào chúng ta ở nhà chúng ta điều khiển bằng ý chúng ta, khi chúng ta đi khỏi nhà chúng ta cho nó trở thành mốt tự động. Rồi và bây giờ em bắt đầu lập trình ha. Thứ nhất là để có thể gửi dữ liệu lên server IoT thì chúng ta sẽ phải cần kết nối cái mạch Zalo Uno này vào mạng internet trước cái đã. Nên là thầy cô sẽ cần phải vào cái nhóm lệnh nâng cao và chúng ta có IoT. Thầy cô xài cái câu lệnh này lên đầu chương trình khi mà mạch Zalo Uno khởi động. Nó sẽ kết nối với mạng Wi-Fi nào mà ở chỗ nó đặt. Nó có nha, cái mạng Wi-Fi nó tồn tại ở cái chỗ mà cái mạng mà cái mạch Zalo Uno này được đặt á. Thì thường á, là em sẽ dùng điện thoại để em phát 3G, hoặc là thầy cô sử dụng cái mạng ở nhà mình cũng được. Thì cái câu lệnh này nó sẽ có 3 thông số nè: tên mạng nè, tên mật khẩu nè, và tên username nha. Một lần nữa nha, username nha, thầy cô phải nhớ này. Nó phải trùng khớp với cái màn hình điều hành IoT, nó phải trùng khớp luôn với cả cái chương trình nhận diện giọng nói, và tương lai là nó cũng trùng khớp luôn với cái chương trình camera AI. Nên là đối với em đang xài là Zalo 2907, thầy cô đang xài cái tên gì thì thầy cô hãy điền vào đúng cái username của mình đó nha. Mạng nhà em là ABCD và bác là từ 18 luôn nên là em không cần sửa cái này. Còn bên phía thầy cô là thầy cô phải ghi cho đúng ha, tên mạng và mật khẩu. Và theo kinh nghiệm của em á, là thầy cô nên dùng điện thoại để phát 3G vì thầy cô sẽ cần xài khá là nhiều á. Còn không thì xài mạng nhà mình cũng được, nhưng mà mật khẩu á nên hạn chế các ký tự đặc biệt để cho việc kết nối của nó sẽ ổn định và nó ít rủi ro hơn. Thì em nghĩ là bây giờ cái phần mềm trong Zalo Uno nó đã khá là cao cấp rồi, nên là chắc là vẫn chấp nhận được ký tự đặc biệt thôi, mà nếu né được thì cũng nên né thầy cô ha. Rồi ok, thầy cô làm xong và nhấn lên cho em phím số 5 ha. Câu lệnh đầu tiên kết nối với server OSTEM IoT. Thì thầy cô thấy là càng ngày cái việc lập trình nó sẽ được đơn giản hóa lại. Đúng là trước đây em có cho thầy cô kết nối Wi-Fi, kết nối đến server, vì lúc đó còn cho thầy cô sự lựa chọn có những ứng dụng làm với server Adafruit. Nhưng mà em nghĩ thì server nào cũng như nhau, chúng ta nên làm một cái bản chất nó cũng khá là giống nhau mà thầy cô ha. Ở bên OSTEM thì sẽ liên tục cập nhật và nâng cấp tính năng của server này để cho một ngày nào đó nó cũng sẽ thuận tiện và thầy cô có thể làm việc với nó tương đối thoải mái. Thường thì thầy cô sẽ than phiền rằng là cái server này nó không có, tức là thầy cô không có cần phải tạo tài khoản, nên là thầy cô qua máy tính khác nó sẽ không có. Thì lúc đó thầy cô tạo lại thôi. Em nghĩ khi thầy cô làm quen thì việc tạo lại một cái màn hình IoT như vừa rồi chắc mất khoảng 1-2 phút à. Thầy cô có thể thử luyện tập mà chúng ta sẽ làm được như vậy, không khó gì cả. Rồi bây giờ sau khi chúng ta đã kết nối đến server thành công rồi, chúng ta sẽ gửi cảm biến lên server, lên cái bảng điều khiển. Và ở đây nè, em có một cái câu lệnh là sau 5 giây thực hiện nè. Thì bây giờ chúng ta có thông tin về nhiệt độ, độ ẩm rồi, chúng ta cầm nó, chúng ta gửi lên trên server luôn. Và 5 giây này thì thực ra thầy cô cũng có thể chỉnh nó lại thành 10 giây hoặc 15 giây, hoặc là thực tế thì vài phút cũng được, chứ không cần thiết phải đọc liên tục đâu. Và cho những cái sản phẩm dự thi và những cái demo thì thầy cô đôi lúc cũng hơi nóng vội và muốn cái này nó nhanh, nên là em nghĩ con số 5 là vừa. Chứ còn thực sự thực tế không ai cần con số 5 này đâu thầy cô ha, người ta sẽ để lâu hơn.
Và cái câu lệnh của thầy cô sẽ sử dụng đó là câu lệnh thứ hai trong nhóm IoT, gửi thông tin lên. Chúng ta sẽ lấy một lần hai câu lệnh luôn, rồi gửi hello lên kênh đó. Chúng ta sẽ bỏ nó vào trong cái khối 5 giây mà chúng ta đã làm ở bài trước ha. Rồi thầy cô nhấn lên cho em 966 đi. Rồi chúng ta sẽ gửi nhiệt độ lên kênh V3 và độ ẩm thì lên kênh V4. Hy vọng là thầy cô còn nhớ chỗ để chúng ta lấy ra cái nhiệt độ và cái độ ẩm ha. Còn nếu mà quên rồi thì chúng ta có thể Ctrl C, Ctrl V, ta chọn nó, chọn vào lít chuột trái để chọn, Ctrl C, Ctrl V nó ra và chúng ta ráp thôi. Nhiệt độ là V3 và độ ẩm là V4. Rồi xong rồi đó thầy cô, thì thông tin này nó sẽ được gửi lên server thôi. Rồi thầy cô tự hoàn thiện và nhấn lên trang phím số 7 ha. Thầy Nhân nói cái chỗ mà kết nối lên cái server của OTEM với cái wifi và mật khẩu như bằng bằng cách là mình phát wifi từ điện thoại của mình, là để cho việc dễ tiện trong cái việc là mình đi demo ở những cái nơi khác ngoài cái chỗ. Đúng rồi. Còn nếu mà đối với các dự án thực tế thì chúng ta sẽ set up một cái mạng riêng cho nó, đúng không ạ? Vâng. Và chúng ta sẽ không có dùng cái wifi từ điện thoại của chúng ta. Chủ yếu cái này là để tiện lợi cho thầy cô trong việc di dời demo chỗ này demo chỗ kia, và cái mạng nó không có cố định. Tới đó mới qua cái không gian khác, thầy cô phải hỏi ở đây anh có mạng không, cho tôi xin tên mạng, xin tên mật khẩu, rồi lại mở chương trình lên chỉnh rồi nạp vào, nó rất là rủi ro, đúng không ạ? Vâng. Thì bằng vậy thì chúng ta chỉ có phát mạng wifi của chúng ta và chúng ta cố định cái này luôn. Vâng. Rồi số 7 thầy cô ha, số 7 nếu như chúng ta đã hoàn thành xong hai cái câu lệnh mới trong khối lệnh 5 giây ha, đó là gửi nhiệt độ lên V3 và gửi độ ẩm lên V4. Khi làm quen rồi thì thầy cô sẽ thấy kéo thả nó cũng thao tác giống như là ngôn ngữ chữ thôi, bản chất nó khá là tương đồng đó. Cũng sao chép, cũng Ctrl C, Ctrl V được bình thường. Thì cô chọn vô cái nào mà nó vàng lên đó, là Ctrl C và Ctrl V được cái đó. Nhưng mà thầy cô chỉ cần phải thận trọng chút xíu là khi Ctrl V ra thì nó có thể nằm đè lên mấy khối lệnh gì đó. Và việc kéo thả cần phải chính xác chút xíu. Em khuyên là nếu được thì thầy cô nên có một con chuột rời, không nên sử dụng chuột trên bàn phím máy tính không, nó sẽ không chính xác đâu. Thao tác của thầy cô sẽ rất là chậm nếu như chúng ta làm trên bàn phím. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bật tắt đèn theo cái nút mà chúng ta sẽ điều khiển trên màn hình điều hành. Và như em đã trình bày, vì lý do bị đụng độ về tài nguyên nên tạm thời chúng ta tắt cái câu lệnh nếu này ra khỏi cái câu lệnh sau mỗi giây thực hiện. Và chúng ta sẽ hiện thực ngay bên dưới nó để chúng ta nhớ ha, để hôm sau chúng ta còn làm những cái nâng cao. Và để nhận được thông tin từ cái nút nhấn á, thì thầy cô sẽ là xài khối lệnh trong nhóm IoT luôn. Nhưng mà lần này sẽ là khi nhận được thông tin từ kênh V1. Và thầy cô lấy luôn ra cho em thông tin nhận được là cái gì luôn đi. Cái việc sắp xếp nó khá theo thứ tự rồi. Hồi nãy là câu đầu tiên, câu thứ hai, giờ là câu thứ hai, câu thứ ba đó. Đó. Thông tin nhận được là cái gì luôn. Hiện hồi chúng ta if else phát là xong thôi.
đúng mình. Rồi thì cô lấy ra hai khối lệnh này và đặt nó ở một khoảng trống, ở một cái nhánh liên quan đến đèn ha, để chúng ta sẽ sử dụng lại những câu lệnh tương đối tương tự đó. Kiếm số 8 nha thầy cô ha. Đèn là kênh V1 ha. Quạt là kênh V2. Đó nên là sẽ nó sẽ làm như vậy. Hồi xưa thì chỗ này nó phải là so sánh nữa, thì tôi cô cần phải làm phép toán so sánh nữa, nhưng mà lần này thì OSTEM làm thêm khối lệnh so sánh dùm cho thầy cô luôn, xài cho nó khỏe, đỡ phải lắp ráp những câu lệnh cứ lặp đi lặp lại hoài. Chúng ta quan trọng nhất trong lập trình chính là cái logic đó, và sau cái logic đó là khai báo biến và xài câu lệnh logic đó. Đó là những kỹ thuật cuối cùng về lập trình và xử lý. Nếu như thầy cô thấy có nghe qua về xử lý giải thuật đó, thì 100% nó chỉ là xài câu lệnh nếu thôi, người nào có kinh nghiệm thì sẽ xài nó tốt hơn và chương trình nó sẽ có thể ngắn hơn, còn không thì chương trình nó sẽ dài hơn thôi. Bản chất của việc xử lý là sẽ xài câu lệnh nếu. Rồi, thông tin nhận được từ server nó sẽ là một và không, không có khoảng trắng nha thầy cô, lưu ý chúng ta không 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 gọi khoảng trắng nha. Thì giờ em sẽ làm một cái câu lệnh là nếu và nếu không ha. Nếu nhận được thông tin là một thì bật đèn, còn không thì tắt đèn. Còn câu lệnh nếu bật đèn á, thì cô có ngay ở trên đây rồi á, chúng ta cứ sao chép ra và chúng ta lắp vào thôi. Khá là tương đồng đúng không ạ? Đó cũng là một cái nếu và nếu không, nhưng mà cái điều kiện ở trên là một cảm biến ánh sáng, còn điều kiện ở dưới là thông tin nhận được từ server là một, và chúng ta bỏ vào như thế này là xong thôi. Rồi thì cô có thể làm giúp em cái phần này ha, và nhấn lên cho em phím số 9.
Dạ rồi, phần này thì em đi hơi nhanh, hy vọng là thầy cô chúng ta có thể thao tác được thuận tiện ha. Cũng là một cái thách thức cho thầy cô chút xíu, vì sau đây chúng ta đã đủ tiêu chuẩn để bắt đầu tham gia cái cuộc thi của STEM rồi. Chúng ta đã có AI, chúng ta đã có IoT và chúng ta đã có thiết bị. Thì em nhớ là yêu cầu là ba cái tính năng cơ bản như vậy. Rồi chúng ta sẽ làm tương tự như vậy dành cho cái quạt, đúng không ạ? Thì em nói chung là nó sẽ tương tự lắm, mà em sẽ chọn vào cái câu lệnh ngoài cùng luôn cho nó sáng vàng lên. Em cần Ctrl C, em cần Ctrl V, em phát là nó ra luôn cái, và em chỉ ngồi em sửa thôi, đúng không ạ? V1 sẽ sửa thành V2. Cái đèn này không xài nữa thì nhấn vô và nhấn delete thôi cô ha, thì nó sẽ mất thôi. Chọn vô bằng chuột trái và nhấn phím delete là nó sẽ mất. Chọn vô bằng chuột trái, Ctrl C, Ctrl V thì nó sẽ nhân bản ra. Đó, thì chúng ta sẽ có thể làm một cái khối thứ hai rất là nhanh như thế này. Đó, nhưng mà sẽ là kênh V2 vì chúng ta đang điều khiển cái quạt. Đúng không ạ? Rồi, thầy cô thao tác ha, phím số 10 nếu như thầy cô làm xong. Nói chung kết hợp hài hòa giữa phím nhấn và chuột thì kéo thả nó cũng nhanh lắm, nó không hề khó khăn như là chúng ta thấy. Nó không chậm đâu thầy cô nha, thầy cô thấy nó không hề chậm, đúng mà làm quen tay là nó cũng rất là nhanh, mà nhanh có khi là nhanh hơn ông chữ gõ chữ nhiều quá chứ. Và bản chất của việc lập trình thực ra là như nhau, nếu như ngôn ngữ gõ chữ mà làm không giống như là ngôn ngữ kéo thả, tức là ngôn ngữ gõ chữ làm chưa tới đó, thì cô em có thể khẳng định với thầy cô như vậy. Ngôn ngữ gõ chữ mà còn không làm được sự kiện như thế này thì ngôn ngữ gõ chữ đang làm chưa tốt. Từ khoảng tầm 7-8 năm trước thì việc lập trình của các kỹ sư trên hệ thống phần cứng đã chuyển dần sang kiểu sự kiện như thế này rồi, và không còn cái tư duy kiểu cũ là chương trình là chạy theo thứ tự từ trên xuống dưới nữa, toàn bộ là chạy theo sự kiện không thôi. Thì cô để ý thì cô sẽ thấy có một cái đặc trưng rất là lớn trong chương trình mà em làm á, đó là không có câu lệnh lập, không bao giờ cần phải xài câu lệnh đó thì cô ha. Thứ hai là không bao giờ có câu lệnh đợi. Mặc dù hiện tại cái cấu trúc này rất là tốt cho phép thầy cô xài câu lệnh đợi đó chứ không phải không đâu, nhưng mà cái thói quen và cái tư duy của em nó khá là nhất quán rồi, nên là cũng không cần phải xài câu lệnh đợi làm gì. Nếu mà một chức năng cần có đợi thì em sẽ làm kiểu khác, nhưng mà cứ để từ từ ha. Khi thầy cô thực sự có tính năng như vậy thì em sẽ trao đổi với thầy cô sau, có thể là buổi hôm sau chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Thì cái buổi cuối cùng thì chắc là chỉ có bổ sung thêm một phần về tính năng trí tuệ nhân tạo dành cho hình ảnh từ camera thôi. Còn về căn bản thì hôm nay cũng khá là ok dành cho phần IoT rồi. Rồi chúng ta sẽ nhấn nút lưu lại ha. Nãy giờ chúng ta viết chương trình cũng tương đối đó, thì cô nhớ nhấn nút lưu chương trình ha, tránh chúng ta quên lưu thì nó mất công. Dạ, thầy cô nhấn vào nút lưu chương trình đi ạ. Có thể đặt một cái tên khác đi một chút xíu, nhưng mà thầy cô nhấn nút lưu lại ha. Cô để như vậy cũng được. Rồi, thầy cô có thể bắt đầu lấy cái mạch Yolo Nora với những cái thiết bị đã được cắm, và hy vọng là thầy cô vẫn còn giữ cái kết nối đó từ bài hôm trước. Chỉ có một cái quan trọng thôi là đèn và cảm biến DHT thì nói vào chân I2C có màu đỏ thôi cô ha. Còn đèn RGB thì đang nói vào D3, D4. Động cơ quạt mini thì nói vào 5-6. Hai cái khe màu trắng vì cái vỏ Lego này nó màu xanh. Được, mà màu xanh thì sẽ nói màu trắng, chỉ có một cái đó thôi ha. Thì cô cần phải nhớ cái quy tắc đó. Vàng nói vàng, đỏ nói với đỏ, thì còn lại một màu nữa thôi. Vỏ Lego màu trắng thì nhìn nó nhạt nhòa lắm thì cô, nhìn nó không có đặc sắc, nên là tụi em làm nó màu xanh, với ý nghĩa màu xanh cũng là màu cơ bản đó,
gì dễ gì đơn giản thì sẽ có màu xanh là như vậy. Rồi thầy cô nạp chương trình, gắn mặt vô Lono vào nạp chương trình và thầy cô sẽ thấy nó sẽ có một số thông tin. Em sẽ làm phía bên em trước ha, rồi sau đó thầy cô có thể làm bên phía thầy cô sau. Em đang kết nối đây, kết nối với mạch Zolo Uno ha, và mở mạng wifi bằng điện thoại ABCD và chuẩn bị cho việc kết nối. Rồi. Có một cái thông tin khá là quan trọng khi thầy cô để ý ha, đó là chương trình chúng ta đang viết nè, là chúng ta có một cái hiện đèn lên ha, nên mà thấy nó màu đỏ lên là thấy kết nối wifi thành công rồi đó. Và thầy cô chú ý thêm một chút xíu về cái được là việc kết nối có thành công hay không, mà nó chạy đến đâu. Em sẽ bật vào USB em kết nối ha. Bắt đầu em nạp nè, bắt đầu em nhấn vào cái nút màu xanh nha. Nha, em nhấn vào cái nút màu xanh nha thầy cô nha, nhấn vào. Thì khi nhấn vào là nó sẽ chạy câu lệnh này đầu tiên là kết nối vào mạng và kết nối đến server luôn đó, nó sẽ làm một lúc luôn đó. Và thấy đèn ha, đèn đỏ đèn xanh là thấy ngon lành. Rồi em bấm. Rồi, thầy cô để ý chỗ này ha, đó nó ra Wi-Fi connected IP là bao nhiêu đó là thấy ngon lành rồi đó. Sau đó là thấy đèn nó đỏ xanh mà nó tắt là mọi thứ thành công. Và chúng ta có thể nói chung là yên ổn, nói chung là mọi thứ đến đây thì nó sẽ khá là yên ổn. Để chúng ta thấy là thông tin nhiệt độ độ ẩm nó hiện lên màn hình LCD và bật qua cái màn hình IoT này thì nó sẽ được cập nhật lên trên màn hình IoT này thì cô nhé. Đó, đây là nhiệt độ của phòng em và độ ẩm của phòng em nè, và 5 giây nó sẽ gửi lên một lần, 5 giây nó sẽ gửi lên một lần thì nó sẽ tự động nó vẽ ra đồ thị và nó tự cập nhật ở đây thôi. Nói chung là mọi thứ nó sẽ tự làm hết và mình cũng không cần phải lo lắng gì đâu. Nói chung là khi mà mọi thứ nó ngon lành thì rất là tiện, đúng không ạ? Rồi, và thầy cô có thể bật thử bật đèn ha, bật cái nút này thì đèn nó sáng ha. Em không biết là thầy cô có thể thấy camera của em hay không ha. Đó, hy vọng mà thầy cô thấy ha, đèn đang bật nè, bấm phát đèn tắt nè, bấm phát đèn sáng nè, bấm phát đèn tắt nè. Server rất tốt và nó sẽ chạy cũng khá là mượt mà, đúng không ạ? Quạt thì chắc là thầy cô không thấy được rồi, chỉ nghe rồi nó sẽ như vậy thầy cô ha. Rồi thầy cô mà muốn chạy giọng nói á, thì phải chạy chương trình giọng nói lên rồi nói lớn lên tôi muốn bật đèn ha, thì trợ lý ảo nó sẽ hiển thị đèn sẽ bật, và đèn nó sẽ bật thật nha. Bây giờ đèn nó sẽ bật thật nha, cái nút chỗ này nó sẽ sáng lên và cái mạch Zolo Uno nó sẽ sáng đèn luôn đó, chứ không phải là làm chơi nữa đâu, là cũng thật lắm rồi đó. Thầy cô mà nói tôi muốn bật đèn, tôi muốn bật đèn này của em nó không chạy rồi à, do là em bị đụng độ cái micro với cái phần của thầy cô á nên nó không chạy. Tôi muốn bật đèn, chịu thầy cô ha, nó không chạy. Hy vọng phía bên thầy cô là nó sẽ chạy. Rồi, nói chung là như vậy. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, tôi muốn bật đèn. Thôi, bất lực rồi. Cái này phải tắt cái mic thì mới được thầy cô ha. Đó, thì thầy cô chạy ha. Ba cái chương trình chạy lúc, giọng nói, bản điều khiển. Chương trình này thì thầy cô nạp vào thì nó nạp vào mạch rồi. Rồi thầy cô có thể thử với mình ha, và nhắn lên cái gì đó giống như thầy cô chạy chạy thành công. Quan trọng nhất là cái phần IoT á, phần giọng nói thì thầy cô có thể tích hợp sao ha. Mà IoT mà nó kết nối vào mạng wifi thành công rồi thì thường những cái phần còn lại xác suất thành công nó phải lên đến 90%.
90% là thành công ở các phần còn lại luôn. Cái nói wifi xong phát là xong hết rồi, thấy đèn mà nó đỏ xanh phát là thấy ok liền lắm, và nó đáp ứng nhanh hơn rất nhiều ha. Nếu như thầy cô nào từng xài qua mạch Yolo Bit thì sẽ thấy một sự khác biệt rất lớn giữa Yolo Bit và Yolo Uno, tốc độ xử lý nó cao hơn nhiều nên cho phép nó xài những cái thư viện cao cấp hơn và đáp ứng nhanh hơn. Thường bên Yolo Bit thì phải tầm 1 giây, thì thầy cô nhấn nút thì phải tầm 1 giây sau nó mới đáp ứng, còn với mạch này thì gần như là nó rất là nhanh, dưới nửa giây. Thầy Nhân à, ở bên cái phần mà lập trình mình nói đó, máy tính của em gõ không có ra chữ được tiếng Việt rồi, như gõ chữ không dấu luôn được không thầy? Mấy cái chỗ Em mà không hiểu ý của thầy lắm. ví dụ như là cái Được. chữ Phật hoặc là chữ đèn đó, mình gõ chữ không dấu luôn có được không? Đèn đã tắt hoặc là tôi Mình sẽ gõ bật có quạt dấu chứ thầy, thì mà mình cần chỗ gõ có dấu chứ thầy. gõ có dấu nó mới hiểu, tại chỗ em cái máy tính em tạm thời chưa gõ ra bằng dấu được. Thì đương nhiên là không giấu nó vẫn hiểu thầy, đương nhiên không giấu nó vẫn hiểu thôi. Dạ, Dạ rồi rồi em cảm ơn thầy. dạ vâng. Rồi thao tác cuối cùng cho thầy cô, thao tác cuối cùng cho thầy cô trước khi chúng ta kết thúc cái phần lập trình ha. Tức là hiện tại nè, khi thầy cô nhấn vào cái nút màu xanh lá cây ở đây á, là chương trình nó chỉ lưu tạm trên bộ nhớ của thiết bị thôi, chứ nó không có lưu thật sự vào trong thiết bị. Lưu tạm trên bộ nhớ tức là khi thầy cô nhấn reset hoặc là nhấn vào nút hoặc là thầy cô rút công tắc nguồn thì nó sẽ không có, nó sẽ mất chương trình ha. Nên là thầy cô sau khi mà làm xong hết rồi, chúng ta sẽ nhớ là làm thêm một bước là lưu chương trình vào thiết bị thì nó mới đầy đủ được mà. Nhưng mà cái đó em khoan hướng dẫn đi, thì vì có thầy cô hỏi về việc rút tích dữ liệu gì đó thì em sẽ cho thầy cô xem luôn ha. Rồi thì thầy cô muốn xem dữ liệu của mình á thì thầy cô in nó ra thôi. Ví dụ như sau mỗi 5 giây nè, thầy cô sẽ vào nâng cao nè, và thầy cô in ra cửa sổ biểu đồ ha, giá trị nhiệt độ đi đó. Em biết là in luôn cái kia nó có cho không, in luôn đồ ẩm thì nó có cho không anh ha. Thôi cứ in đại rồi thì cứ thử thôi thầy cô ha. Thôi em cứ làm cái trước đi, làm cái được trước rồi mình làm tiếp. Dạ, thì đây là cái câu lệnh nằm trong phần nâng cao ha, mà chúng ta có là câu lệnh in ra cửa sổ biểu đồ ha, in ra cửa sổ biểu đồ x với giá trị bằng bao nhiêu. Thì giờ em bỏ nhiệt độ đây đi ha, em bỏ đây mình nè, được mà, bỏ đây mình thôi. Rồi em chạy chương trình thôi thầy cô, em chạy chương trình ha. Nhưng mà trước khi chạy chương trình thì em vô cái biểu tượng bánh răng á, em bật biểu đồ lên, bật biểu đồ lên thầy cô ha, rồi xong chạy thôi đó, chạy thôi thì nó sẽ in cái giá trị lên cái biểu đồ này. Rồi thầy cô bấm vào nút tải về á, thì nó sẽ tải về thông tin cho thầy cô ha. Và thực ra thì trong tương lai thì bên 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 OSTEM sẽ chuẩn bị làm cho thầy cô để nó gửi lên file Excel luôn á, làm được cái chuyện đó chứ không phải là không đó. Thì thầy cô thấy bây giờ in lên biểu đồ thì nó sẽ ra như vậy ha, 5 giây nó in lên lần. Thì em đang cố gắng em cầm tay vô cho nó nóng hơn để cho thay đổi để cho thầy cô thấy á, chứ không thôi là nó cứ nằm ngang hoài thì chúng ta khó thấy thôi, nhưng mà nó vẫn vẫn đang có con số đó. À, thầy Nhân ơi, Rồi cái chương trình của mình nó như là cái quạt là nó điều khiển nhiệt độ chứ mình bấm nút nó đâu chạy đâu, phải không? đúng rồi, khi mà đang điều khiển với nhiệt độ rồi thì thầy bấm nút thì nó cái chương trình điều khiển quạt theo nhiệt độ nó sẽ chạy, và nó sẽ chạy theo cái đầu tiên nó chạy theo thằng kia.
chút xíu là Ừ, nó cái đó tăng theo nha. cái nhiệt độ tăng thì nó mới chạy thôi, chứ nó còn như là nó dừng lại. Đúng rồi. Mà muốn làm cái đó thì buổi sau em mới hướng dẫn được. Hôm nay chúng ta chỉ làm đến đây là em nghĩ là ổn rồi. Đúng mà. Cái phần dữ liệu này chắc chia sẻ thêm với thầy cô, đó là sắp tới thì các bạn đang làm hai cái thư viện hỗ trợ thầy cô. Thứ nhất đó là mình lưu thẳng vào cái file ở ngay trên cái thiết bị á, và sau đó chúng ta có thể tải nó về. Thì nếu mà lưu trên thiết bị thì thầy cô hoàn toàn có thể cho nó chạy bất kỳ đâu, nhưng chạy gần mẹ. Còn trường hợp thứ hai là sẽ giúp cho thầy cô gửi thẳng lên Google Drive á, tức là trên Google thì nó có Google Sheet đó, tức là file Excel của Google, thì sẽ làm một vài cái thủ thuật thì nó sẽ bắn thẳng vào cái file online luôn, thì cô có thể coi trực tiếp, nó khá là tiện. Một số thầy cô đã làm được rồi, em nhớ là Blue Lobby, một số thầy cô như thầy Kiều Soái đã làm rồi đó. Đó thì thầy cô in ra cái cửa sổ biểu đồ, tạm thời thì hiện tại chúng ta có công cụ này trước rồi đó. Xong rồi thầy cô xem nó, bật biểu đồ lên ha, và bánh răng bật biểu đồ lên nè. Đó, xem chán chê rồi thầy cô dừng chương trình, rồi thầy cô bấm nút tải về thì nó sẽ tải về file Excel cho thầy cô. Ha, em nghĩ là nó cũng khá là dễ xài. Công cụ này tương đối là dễ xài. Đây em vừa in ra thêm một cái thông tin khác ha, là độ ẩm, in cùng một lúc hai thông tin luôn thì nó sẽ có hai màu khác nhau, nên là nói chung thì cô có thể in nhiều thông tin cùng lúc cũng được. Em đang thử cầm tay vào để cho nó thay đổi đó ha. Đây, cô sẽ thấy ha, khá là tiện ha, dạy thí nghiệm đồ này nào em nghĩ như thế này rất là vừa. Còn những cái kỹ thuật mà mình vừa mới nói thì nó sẽ cao cấp hơn, thích hợp cho những dự án và những cái gì đó nó mới lạ và cao cấp đó, tương đối cao cấp rồi đó. Và nói thật với thầy cô, ở bậc đại học đi mà làm nghiên cứu, làm khoa học, thu thập dữ liệu cũng gửi lên Google Excel hết, không có cái server nào trên, tốn kém lắm thầy cô, lâu lâu mới làm một lần, toàn sản Excel hết, Google Excel hết, dữ liệu lên đó rồi thích xử lý, thích AI làm gì lấy Excel về làm, toàn làm vậy thôi à. Gửi lên Excel là kỹ thuật gọi là tương tác tốt nhất hiện tại giữa thiết bị và AI và các công nghệ về xử lý dữ liệu. Để rồi, như vậy thì cô ha, những cái công cụ thêm ha, thầy cô tự chọn cho mình cái tên ha, ví dụ như là em nghĩ là này không cần phải X đâu, thì cô gõ chữ nhiệt độ luôn cũng được, phải đó, cái này là độ ẩm luôn nè, rồi nó sẽ là cái tiêu đề trong cái file Excel khi nó xuất ra thôi. Rồi sau đó thì cô thoải mái chúng ta lựa chọn, mà nó còn ra ở đây nữa nha, đây nè, khi thầy cô tắt tắt cái cửa sổ biểu đồ là nó vẫn hiện ra đây đó. Rồi bước cuối cùng để cho cái ứng dụng này có thể bật điện lên là xài, đó là thầy cô vào bánh răng và lưu project vào thiết bị, lưu project vào thiết bị như thầy cô nha, lưu vào ha. Đó thì sau khi lưu vào thì thầy cô cần phải nhấn reset một lần thì nó mới chạy, nhấn reset nó mới chạy nha, lưu là nó không có chạy đâu, nhấn reset nó mới chạy, hoặc là rút điện ra cắm lại thì nó sẽ chạy. À, nó sẽ có những cái như vậy thì cô lưu ý ha. Nói chung là mặt này thì em nghĩ nó khá là ổn định, bên phía em đã chạy thành công rồi, mọi thứ rất là bình thường, không có vấn đề gì cả, đèn đóm bật tắt khá là ngon, mọi thứ khá là ổn. Ok. À. Mấy cái này thì về Zalo thì từ đây cho đến Tết âm, đội ngũ của STEM sẽ phát triển cực lực. Thầy cô chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái thư viện mới và cầu lạnh mới đi. Chứ anh nói là liên tục, thầy cô sẽ check tinh thần mỗi lần. Wow, quá trời, chuẩn bị có thêm lô ra rồi tùm lum nhiều lắm. Sao thầy cô xài không hết thôi chứ còn. À, thầy cô cứ cần tính năng gì thì cô hãy nhắn cực liệt lên trên group đi, tại vì cái phần này tụi em đã định hình nó là sẽ nằm ở cái phân khúc liên quan đến các dự án và các cái thiết bị cao cấp mà, và cho phép thầy cô xài với những thiết bị bên ngoài, nhưng mà thầy cô phải nối dây cho nó đúng nha. Đây bữa thầy cô nào hỏi SHT 30 DFT 11, đây là không có
DT11 là những sản phẩm mà thầy cô hay mua trên thị trường vì nó rẻ đó, nhưng mà độ chính xác của nó sẽ không bằng DT20 đâu nha thầy cô ha, nên là thầy cô cũng thận trọng ha. Đây con này thì đo được nhiệt độ cao, đây là con này là con đo khá là cơ bản nè, DS18B20. Rồi quá trời thiết bị, vân tay, cân đó. Rồi có gì nữa ha, đo thân nhiệt, đó, mấy ứng dụng y tế, động cơ, loa liếc, rồi server EFRA và để sẵn này camera AI. Nói chung là thiết bị này sẽ tập trung cho phân khúc cao cấp, nên là quan trọng là bên phía thầy cô chúng ta chạy, cố gắng chạy nhanh với cái nội dung ở đây thì em nghĩ là ok. À, phải xoay đây, có chữ nó không ra, không hiện lên thôi chứ còn nó vẫn lưu á. Rồi như vậy thì có ha. Thầy Thầy ơi, Minh Phạm thầy cho à, em cô ạ. hỏi thầy, cái bảng điều khiển IoT của em á, cái bảng độ ảm á, sao nó không có cập nhật kịp với lại cái màn hình LCD vậy thầy? Cũng hơi khó giải thích ha, không cập nhật kịp là sao cô ha, cũng Dạ, không hiểu lắm. ví dụ như là cái trong cái LCD của em á, là nó liên tục cái độ ảm nó tăng, nó thay đổi, mà ở trên cái bảng IoT của em á, ở trên máy tính đó là nó cứ 66,4%, nó cứ dừng lại đó miết, hoặc là một con số nhỏ hơn nó không có theo giống như là LCD với thầy. Nhưng mà cái cầu bật, cái nút đèn này là cái đèn dưới nó có sáng không? Dạ sáng hoặc chạy bình thường, chỉ có cái ông độ ẩm với lại cái lịch sử nhiệt độ độ ẩm của em, cái sơ đồ nó ra không có giống thầy, với lại cái mà đã in ra thầy nó cũng không có ra luôn. Không, nói chung là không phải là nó không ra đâu cô, tất cả mọi thứ nó đều ra hết á. Nhưng mà để em giải thích cho thầy cô một chút xíu ha. Vì trong cái thư viện lập trình mới của OSTEM á, có một cái cải tiến nho nhỏ mà hồi xưa do thầy cô cứ hay quên thôi, nên là OSTEM đã bỏ câu lệnh cập nhật nhiệt độ từ DT20 đi rồi. Và khi thầy cô xài cái câu lệnh này nè, nó sẽ hỏi lại cái thằng DT20 nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu, nên là ở đây nó sẽ có một giá trị và ở đây nó sẽ có một giá trị và ở đây nó sẽ khác một chút, nó khác không nhiều nhưng mà nó vẫn là ba giá trị khác nhau, thầy cô hình dung không? Được, mà khi mà có cái khối lệnh nhiệt độ từ DHT20 là nó làm hai chuyện, là nó hỏi DHT nhiệt độ đang là bao nhiêu, thằng DHT20 trả lời thì lúc đó nó sẽ là một con số, tới đây nó sẽ là một con số, tới đây nó là một con số. Muốn cái con số đồng nhất á, thì cô phải khai báo biến, ví dụ khai báo biến nhiệt độ đó mới đồng nhất được, và cho cái nhiệt độ này bằng nhiệt độ từ DHT20 và sau đó mấy cái chỗ này nè xài hết thành nhiệt độ thì nó mới đồng nhất với nhau được. Đó, thì lúc này nó mới giống như nhau. Đúng mà. Đúng không? Nhưng mà nó khác thì nó khác không nhiều chứ không thể nào mà nó khác xa lắc được. Nó có thể có khác nhưng mà nó không nhiều lắm đâu. Đúng mà. Ví dụ như là ở trên cái LCD của em nãy giờ nó cứ 79-80, còn ở trong cái IoT nó có 66 à, hoặc là 65 nè. Khác vậy nhiều quá, nói chung khác Yeah. vậy là hơi nhiều quá. Nên là không biết là cái phần lập trình của cô có vấn đề gì không, thôi cô share nhanh màn hình của bên phía bên cô xem thử á, hoặc là phần phía bên cô á, nó không có gửi lên, nó gửi lên khúc đầu thôi, sợ nó không có gửi lên nữa. Dạ thầy là thấy chưa? Thấy rồi cô, bây giờ cô bật cái đèn ơi, cái đèn nó Dạ có. rồi, rồi bây giờ cô qua cái chương trình em xem nữa coi. Đó là chương trình này đúng rồi đó. Nhiệt độ là 27.5, độ ẩm là 66 chấm mấy hả?
Dạ. rồi cô qua bên cái màn hình điều hành đây, qua bên màn hình điều hành đây, đúng mà 27.5 sáu sáu bốn kìa, đâu sai Dạ. đâu. Dạ, ý em nói là ở trên cái LCD của em đó thầy. Trên cái màn hình LCD đang LCD. là bao nhiêu? Dạ, hiện giờ là 80, 80. Nhiệt độ thì nó À rồi nhà độ ẩm nó rồi, không có do được. cô hiển thị nó bị đè dữ liệu thôi, cô quay lại cái chương trình bên kia đi, Dạ. cô đang hiển thị nó bị đè dữ liệu trên LCD đó. Từ từ đây nè, hàng 2 cột 1, hàng 1 cột 1, hàng 2 cột 1, rồi rồi kéo kéo qua cái chỗ mà đó 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 đó, đó. Cái ánh sáng cô cũng hiện ở hàng 2 cột 1, nên là cái ánh sáng nó đè vô cái độ ẩm, nên độ ẩm cô bị trật, cô phải hiện hàng 2 và cột 8 đi. Cô hiểu không? Giống như là cô viết ra một con số, xong cô viết lại một con số khác cô đè lên, nên là thực ra nó đang hiển thị trật. Chỗ đó nó đang là ánh sáng chứ không phải là độ ẩm. Rồi cô làm lại đi. Chắc chắn nó không thể nào vô lý như vậy được. Này cô cứ để ý vậy thôi. Bên kia mà nếu cô chọn chức năng lưu dự án vào thiết bị thì cô phải nhấn nút reset đó nha. Dạ rồi đó, chắc chắn là nó đúng luôn á, không trật nữa đâu cô ha. Rồi, thầy cô khác đi ạ. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Rồi. Cho em hỏi thôi. Vâng ạ. Cái chương trình của em thì em share màn hình để em hỏi cái này. Dạ. Dạ cái quạt nó chạy liên tục mà cái quạt em đo ra ngoài rồi mà nó chạy liên tục. Bây Đâu giờ có là đâu thầy, dạ. từ 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 nha. Bây giờ cái chỗ sau mỗi giây thực hiện bên phía ánh sáng bật đèn thì thầy cũng kéo ra giùm em luôn đi, kéo ra giùm em luôn đi. Thấy Đúng rồi, kéo luôn đúng rồi rồi. thầy. Rồi rồi để đó đi. Dạ rồi, rồi thầy nạp lại chương trình cho em đi ha, bấm Nạp là phải USB. rút vô lô rồi thầy. Đúng rồi, Nó đang chạy quạt. Rút rồi vô thầy bấm lô. USB thì kết nối đi, thầy bấm biểu tượng USB thì kết nối đi. Dạ nó đang chạy quạt Dạ. không? Rút ra thầy. Thầy cứ để vậy đi, thầy bấm biểu tượng USB thì kết nối với mạch đi. Dạ. Dạ rồi, kết nối rồi bấm nút màu xanh để chuyển. Đúng rồi. Thầy kéo cái con lăn nó xuống dưới cùng á, ẩn cái đó đi thầy. Google Meet nhìn chia sẻ, ẩn đi, bấm nút ẩn đi. Đúng Nó rồi, chạy lại đúng rồi rồi xong đó. Dạ sao thầy. Giờ lưu thiết bị thầy. thầy, luôn chí nó đang chạy mà, từ từ đang có Màn lỗi kìa thầy ơi. hình hiện đúng rồi thầy, nhưng mà cái quạt nó cứ chạy miết thầy. Không, nó đang bị lỗi gì kìa. Thầy kéo cái màn hình đen đen cao cao lên em xem thử coi. Rồi kéo xuống dưới cùng á, thầy kéo cho cái con lăn nó xuống dưới cùng á Dạ. này. Rồi nó có một cái sai về dữ liệu chuỗi in ra cửa sổ. À thầy dùng câu lệnh in ra cửa sổ sai rồi, câu lệnh nó sai thôi bỏ đi thầy, câu lệnh nó thầy xài sai mất rồi. Chỗ nào thầy? Chỗ 5 giây á, câu lệnh nó thầy ráp thì sai mất rồi. Thầy ráp, nói chung thôi thầy bỏ câu đó ra luôn cũng được. Bỏ luôn Dưới thầy. cùng á, câu lệnh dưới cùng á, câu lệnh dưới cùng trong khối 5 giây mà. Bỏ đi thầy, xóa luôn đi, câu đó thầy xài sai rồi. Thầy in ra cửa sổ trục x là giá trị chứ sao thầy đưa giá trị vào trục x được, thì nó bị lỗi là vậy đó. Giờ Rồi thầy bấm nút tam giác lại đi. Thầy lưu ý nè, khi mà mình đang làm nó cứ lỗi hoài á, thì bây giờ mình sửa cho hết lỗi rồi mình mới cần mới lưu dự án vào thiết bị đúng không, chứ đang lỗi mình lưu làm chi đâu. Đúng thầy, dạ.
sửa cho nó hết chạy vẫn được đi, rồi sau đó mình lưu. Rồi giờ chắc là chạy được rồi đó, thì lên màn hình IoT thì bật tắt thử coi. Màn hình IoT của thầy đâu? Không phải nha, này là chương trình Dũng nói rồi đó. Rồi đúng nó rồi đó, bây giờ thầy chạy nó lên rồi thầy bật tắt đây. Em nghĩ là nó không chạy đâu, đang không chạy đó. Không chạy rồi. Thì bấm nút đi thầy, thì bấm nút đi, thì cứ bấm đại đi. Đèn sáng thầy. Sáng thầy. Không đúng không? Không sáng. Hả? Không sáng rồi. Không sáng. Đúng rồi, thì làm sao mà nó sáng được? Bây giờ thầy bấm vô cái biểu tượng cây viết coi, coi cái username của thầy đang là cái gì. Rồi thầy copy cái username đó giùm em cái. Thầy nhấp đôi chuột chỗ đó, thầy copy hết cái username đó giùm em cái. Ctrl C đi thầy, được chưa? Rồi. Rồi qua cái chương trình mạch Zalo Window coi. Username bên này thiếu dấu gạch ngang nè, thấy chưa? Nên đâu nó không thể nào chạy được. Thì thôi thôi, sửa chương trình bên bảng điều khiển, đừng sửa bên này. Sửa bên này mất công nạp lại lắm. Qua bên bảng điều khiển xóa cái gạch ngang đi thầy. Làm nào đơn giản thì mình làm thôi. Rồi chạy lại đi thầy, chạy lại cái bảng điều khiển đi. Coi cái này đúng không? À, 11, Xạo nữa thì qua bên kia copy bỏ qua lại. Làm sao cho nó khớp nhau là được. cái tên này không quan trọng đúng không thầy? Không thầy, cái username mới quan trọng thôi, còn lại các cái khác là Đúng không rồi, quan nạp trọng. lại thầy. Đâu đâu có cần nạp lại thì đâu, không nó đang chạy rồi mà. Thầy qua bên cái bảng điều khiển IoT thì chạy cái bảng điều khiển IoT của thầy đi. Mình sửa đâu thì mình chạy lại ở đó chứ, chứ mình đâu đâu có đụng cái gì đến. Nó cũng Chạy bị không thầy? con sáng rồi. Thôi thầy cố gắng thầy copy lại đi, chắc là thầy đặt tên sai rồi đó. Copy từ bên phía mặt qua đi. Double click thầy. Rồi, bấm nút chạy bên này coi. Đèn Đó, sáng rồi đó. thầy ơi. Thì đúng rồi, thì thầy đặt cái username nó không có giống nhau, thầy đặt đơn giản thôi, đặt phức tạp quá rồi nhìn nó không hết, rồi nó sai nó khác nhau thôi. Rồi vậy như thầy Dạ cảm ơn thầy. rồi. Thầy cô phải cố gắng nhớ cái nguyên lý ha, chúng ta sai ở đâu chúng ta chạy lại chương trình ở đó, chứ chúng ta sai cái màn hình điều hành, chúng ta đi nạp lại chương trình của mạch YOLOBIT thì cứ chờ hoài nó sai hoài à. Cái liên kết của nó dựa vào cái username, username nó phải đúng giữa hai bên. Như hồi nãy là em ưu tiên sửa bên màn hình điều hành cho nó dễ, đỡ mất công nạp lại chương trình nè. Nạp lại chương trình nó phải kết nối mạng lại, làm nhiều việc hơn. Còn màn hình điều hành chỉ có đổi đó không mà xong rồi xài rồi, đúng không ạ? Nên là nó sẽ khỏe hơn. Rồi không biết là bên cuộc thi thế nào, thì không biết bên ban tổ chức có thông tin gì thì có thể nhắn lại với thầy cô và chúng ta có thể bắt đầu làm bài thi được rồi nè. Thầy cô tranh thủ 10 video nhanh nhất thì phải, em nhớ như vậy. Cho ông hỏi nữa thầy, cái đàn cái quạt em nó cứ quạt mấy cái thầy. Lên thì tắt đi, thì lên thì tắt xuống. Tắt cái gì thầy? Thầy thiết kế cái bảng điều khiển IoT có cái nút tắt quạt đó, thầy bật nó lên xong thì tắt nó xuống. Xong thầy share nhanh màn hình đi. Rồi tắt à. Cái này nãy nãy em bật lên nó chạy lại, đúng rồi thầy, cảm ơn thầy. Em kia nó Dạ. chạy biết. Nói chung là thầy cô khi có lỗi như thầy hồi nãy, thầy cô bấm liên tục, ví dụ như bấm lô đèn bấm phát thấy nó không sáng là lại bấm liên tục, điều đó là cái tác phong, cái thao tác như vậy, cái thói quen như vậy là không tốt. Khi mà bấm một cái thì cô phải chờ chút xíu chứ, nếu nó lỗi thì nó lỗi rồi đó, thì cô có càng bấm nữa nó cũng chỉ có lỗi thêm thôi, nó đâu có giải quyết được cái gì đâu ạ. À, đúng không ạ?
nó đúng là nó chạy phát là đúng, mà nó đã lỗi rồi thì bao nhiêu lần cũng lỗi thôi, nhưng mà thấy bấm phát thấy không được là thì thôi bấm một hai lần thôi rồi chúng ta coi, chúng ta lo chúng ta coi đi kiểm tra code thôi. Bấm càng nhiều thì nó chỉ còn càng làm cho mọi thứ nó rối hơn và nó cũng không có chạy, cuối cùng nó cũng không có chạy, nên là thầy cô phải xử lý mấy chỗ đó cho khéo lên. Thầy Nhân, em hỏi cái ví dụ mình đã làm xong hết trơn rồi cái sản phẩm rồi mà mình đi demo đó, là cái bảng điều khiển là mình phải mở trên máy tính của mình hay là mở trên điện thoại cũng được thầy? Thầy dùng điện thoại thì vô trang web đó xong thầy tạo một cái bảng điều khiển khác Dạ. thì thầy mở trên điện thoại của thầy được một bảng nữa. Dạ. Dạ đúng. Nhưng mà em thấy là thường là các đội đi thi hay xài tablet á, nhìn nó Dạ. hoành tráng lắm. Thì thầy cô cũng mở trình duyệt web trên tablet rồi cũng vào trang đó làm y như vậy thì cũng được thôi, còn không nữa thì cô có cái ứng dụng cái app luôn á, cái app Google STEM trên các thiết bị di động thì cũng thao tác y như trên máy tính thôi, thì cô làm lại một cái bảng điều khiển trên cái thiết bị đó, kết nối cái kênh dữ liệu cho đúng là chạy à. Thầy cô ha, Với quan trọng nhất là kênh dữ liệu. em hỏi thêm cái nữa, bây giờ ở trên cái điện thoại á, em có cài cái app của OTEM rồi nhưng mà lúc trước mở được, bây giờ mở nó không có vô được á, mà ở trên máy tính thì mình cần cho F5 thì nó vô được, còn ở trên điện thoại thì sao này? Nó cứ đứng đứng ở Nói chung là ngoài. cái thầy thầy đang xài app hả, thầy đang làm dùng app đúng Không, bây giờ thì em làm trên máy tính nhưng mà em có cài cái app của OSTEM cho điện thoại nữa, em có thử mở trên đó nhưng mà lúc mà thầy nói OSTEM đang làm cái gì lại của cái trang web này đó, thì bây giờ bấm vô nữa thì nó không có vô mà nó để đang tải gì ở ngoài à, kiểu đó ở trên máy tính là đó, ở trên máy tính cái đó đó thì có. là cái đó là thầy đang dùng điện thoại mà thầy vào trang web đúng không, hay là Dạ thầy đúng cài rồi, đặt từ dạ đúng rồi, nên dùng điện thoại á, cài cái app trên điện thoại rồi vào. không thầy, cái đó là thầy 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 cài mobile app từ cửa hàng CH Play á Dạ cài rồi luôn rồi, thầy. em vào bằng app luôn á, cài vào vào và vào cái app OSTEM trên cái điện thoại di động luôn á. Dạ có gì nhờ thầy chụp cho em xem cái biểu tượng của cái app đó, rồi chắc em nhờ các bạn kỹ thuật các bạn hỗ trợ xem thử kiểm tra lại sau. Thầy cô lưu ý hình thức đọc bài nha, như ban tổ chức có quy định đọc bài sao đó thầy cô nhớ làm theo đúng quy định để có phần thưởng nha. Em nhớ như là nộp trên fanpage hay gì hả anh Minh hả? Dạ, trên trên Zalo cũng được. Nói chung là thầy cô trong cái video thầy cô demo được ba cái tính năng á. Tính năng có liên quan đến AI, giọng nói hay là nhận diện gì đều được. Một cái tính năng là mình nhấn nút để mình điều khiển đèn quạt gì đó, và một tính năng là mình hiển thị ra được cái dữ liệu gửi từ dưới thiết bị lên, nó giống như cái biểu đồ lúc nãy, hoặc là giống như cái bảng mà có cái nhiệt độ độ ẩm là đúng rồi đó. Và cái đó thì thầy cô có thể post trên Zalo hoặc là trên Facebook group cũng được, sao cũng được. Rồi, chắc là nếu không có thông tin gì nữa thì chắc là chúng ta sẽ dừng ở đây thầy cô ha. Thầy cô có thể chủ động post trong cái group Zalo để trao đổi thêm. À cái à, xin lỗi thầy Nhân, à, cái này em cũng nhắc lại thôi, cái này thì ban tổ chức đưa ra quy định là chủ yếu dùng cuộc thi cho các thầy cô mới, các thầy cô nào đã làm khá là nhiều lần rồi thì chắc là nếu mà tính lại 10 phần quà thì sẽ cố gắng ưu tiên các thầy cô mà mới làm. Cái này thầy cô cũng lưu ý. Dạ rồi. Rồi, chắc là chúng ta dừng ở đây thầy cô ha. Còn cái thời gian của buổi tập huấn tiếp theo thì chắc để em sẽ cố gắng confirm và chốt sớm với thầy cô vào tuần sau cho nội dung cuối cùng liên quan đến camera AI.
Em sẽ thông báo với thầy cô sớm vào trong trong group để thầy cô có thể sắp xếp ạ. Rồi, xin chào tạm biệt các thầy cô ha. Ok ạ, em xin phép thoát khỏi mất ạ. Chào thầy cô ạ. À, phai mẫu ạ. Được.